Chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay là ngày đầu tiên sau khoảng 3 tháng trời nghỉ đông ấy. Là Đông Quân với Binh Chu hôm nay thứ hai là đi học rồi. Nhưng mà chỉ có học thêm thôi, còn học những cái tiết học bình thường ấy, thì một tuần chỉ có học 2 buổi thôi. Hôm nay là lớp 1, lớp 2, còn bắt đầu mấy hôm nữa là lớp 3 với lớp 4. Kiểu người ta học chênh nhau đó mọi người, chứ không có dồn dập vào cùng một lúc. Thế là bây giờ 4 giờ chiều rồi, Đông Quân với Binh Chu là ăn cơm trưa xong vào lúc 12 giờ. Thế là Đông Quân học có một tiết thôi, bây giờ nó về rồi. Còn mỗi Minju đang ở trường, thế là mình bảo là ra đón Minju, hai mẹ con cùng về. Hôm nay mình đánh cái màu son hơi khác một tí này. Mọi ngày hay đánh màu cam, hôm nay đánh màu hồng một tí. Thế là không biết bây giờ Minju đã học xong chưa. Minju nhà mình ấy thì nó tham học lắm. Đông Quân thì học thêm, nó có môn tiếng Anh, có môn toán thôi. Là học kiểu như là học ở trường ấy, một tháng chỉ mất có hình như là khoảng 500.000 tiền Việt Nam là mình có thể học thêm một môn ở trường. Tại vì nhà nước người ta trợ cấp cho đấy. Còn Minju là học thêm những 4 môn. Nó rất là ham học. Mình bảo là nếu mà con mệt hay vất vả quá thì nghỉ 1-2 tiết cũng được. Nhưng mà bảo không, con phải học hết. Nhiều khi cũng đáng yêu ghê. Và thằng Anh lại nhiều khi lười. Từ trường học mà từ nhà ra đến trường học chắc là đi bộ chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Thế là bây giờ mình để xe ở nhà. Đang xem không biết là Minh Chú đang ở đâu. Hôm nay gió to này. Không có lạnh mấy nhưng mà gió đang thổi. Mấy em nhỏ đang đi học về đây này. Bây giờ gần đến trường rồi cho nên mình đeo khẩu trang. Đây là trường học của Minju này mọi người ơi. Không có một bóng nào luôn. Tại nhỏ chúng nó đi học xong rồi đi về hết rồi hay sao ấy. Thời tiết thì âm u chứ. Ở bên này á, trường tiểu học ở bên Hàn Quốc đó mọi người. Những cái tỉnh lớn, những thành phố lớn thì mình không biết. Nhưng mà những cái nơi mình sống là hầu như nó cũng giống nhau như này này. Đó, ở trước cửa là có cái sân vận động to để cho bọn học sinh tập thể dục. Còn bên trong thì nó cũng như thế kia. Có 4 tầng. Cái phía bên này á, là lớp học bình thường. Còn cái tòa nhà này là để học thêm. Đằng kia nó có mấy đứa trẻ con, hầu như là tầm lớp của Đông Quân ấy. Học xong rồi chơi game các thứ. Bây giờ Minju nhà mình chắc là đang học môn tiếng Anh ấy, ở mãi trên tầng 2 cơ, đi vào cái lối này này. Còn ở dưới tầng 1 là nhà hàng để mình ăn cơm á. Minju đang ra rồi này. Rồi, chào nghe nản nhau. Bạn thân của Minju. Ôi đi sợ. Ai, quả sợ. Trời ơi, con lợi hồn mà Minju bá không mặc áo khoác luôn. Ai đâu rồi, sao lại cứ gì chứ. Chà. Minju nhà mình nó không mặc áo này mọi người ơi. Không mặc. Ừ. Thôi rất thải. Tôi chưa được thở của Minju đang đi cùng với bạn ấy. Bằng tuổi nhau mà nó cao hơn cả cái đầu. Về. Trời ơi, về nhà như này. Đang bảo về nhà lại còn vào cái quán tạp hóa kia làm gì nữa. Yeah. Hôm nay là thời tiết 9 độ mọi người ơi. Mình hỏi nó có rét không, nó bảo nó không rét kìa. Toát cả mồ hôi rồi. Đi học thêm cho nên là không có mang cặp sách, mang mỗi cái túi đựng giày. Trời ơi. Nó còn chưa thay giày, nó bó tay vịt này. Ở bên này mỗi đứa có một cái túi giày này mọi người. Ở trong lớp đi giày khác, còn ở ngoài đi giày khác. Kiểu người ta sợ ở đất, ở bụi bẩn ở bên ngoài ấy, vào trong lớp hay sao ấy.
Mình chú nó trốn rồi mọi người, trốn đằng rời. Trốn đi đâu được hả? Lâu lâu mới ra ngoài. Không khí tốt ghê, mọi người biết là ở cái bác hàng xóm nhà mình này. Bác ấy có cái miếng đất để trồng rau thích chưa này. Đây này, quay sơ sơ cho mọi người xem. Đó, thích chưa? Ta như nhà mình có cái miếng đất này phải không nhỉ? Trồng rau rồi trồng tỏi, đủ các loại. Bây giờ sau khi đợi Minh chưa mặc áo khoác vào này mọi người ơi, hai mẹ con chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ lặt vặt. Minh Chu chào cô chú đi. Minh sai chào rồi cô chú. Nó quên rồi mọi người. Rồi bây giờ hai mẹ con mình đã đến nơi. Xuống xe nhanh. Ờ. Hai mẹ con mình đậu xe ở trường cấp 3 này mọi người, ở gần nhà đấy. Bây giờ là sẽ đi mua đồ dùng học tập cho Minju. Nghỉ đông một thời gian dài, thế là sáng nay đi học mới thấy nó không có vợ. Thế là bây giờ phải đi mua vỏ cho Minju nữa. Ngay cổng trường cấp 3 có một cái chung cư người ta đang chuẩn bị xây này mọi người ơi. Nhanh chưa? Và không biết là mười mấy tầng nữa. Ngay gần sát nhà mình luôn á. Bây giờ người ta đang thi công, chắc phải mấy tháng nữa là xong. Ở bên Hàn chỉ được cái nhiều chung cư thôi. Đất chật mà. Bây giờ hai mẹ con đi vào cái quán bán đồ học sinh này. Đi vào đi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 감사합니다. 미주 또 뭐 필요한 거 있으면. 괜찮다. 네. 아, 네. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 물건은 언제 필요할까요? Bây giờ hai mẹ con đã mua xong. Đang bảo cho Minju xem con lợn này. Trời ơi, nó giống y như cái con lợn thật luôn á. Mấy lần lái xe đi qua một cảm giác như cái con lợn thật nó đang đứng trước mặt mình á. Chân chị con lấy. Thấy chị đó. Ăn cho vào. Cú kiêng hả chả mình chả. Nhớ hả chị.